Uh, xin chào các bạn, hôm nay lý Inac tốn đức chúng tôi xin giới các bạn một cái mẫu uh, sen tắm cây nóng lạnh của Inac mang cái mày là BFV 515 m Đây là một uh, mẫu sen tắm đến từ thương hiệu thiết bị vệ sinh Inac và cái sản phẩm này nó được thiết kế với cái uh, bát sen được thiết kế đặc biệt giúp uh, cho cái, cái sen nó thể phun nước rất là đều. Uh, đây là cái dòng bát sen cầm uh, tay uh, bát sen 3C của Inac với chế độ nước có thể điều chỉnh được năm chế độ nước khác nhau Và cái bát sen với cái đường kính của bát sen cũng rất là rộng Đường kính 11cm Còn đây là cái bát sen gắn trần của Inac à, Cái bát sen này thì nó có cái đường kính là 25cm Và à, nó cũng được thiết kế theo dạng hình tròn Và được à, mà, rôm rất là sáng bóng Và cái mũ BFV 515m này thì nó là một cái bộ sen cây liền khối với chiều cao của cái cây sen này có thể cân chỉnh được đều chiều cao nó rơi khoảng tầm từ 1 m đến 1 m hai là khoảng cách từ cái củ sen cho đến cái bát sen hạ nước và cái uh, củ sen này thì nó được uh, điều chỉnh theo chế độ ban gật gù nóng lạnh và nó cũng có thiết kế một cái vòi thả xuống dưới sàn nhà và điều chỉnh các chế độ nước uh, bằng núng vặn xoay gắn liền trên thân sen cây rất là tiện dụng và dễ dàng sử dụng và mẫu sen này thì nó chất liệu được làm là bằng đồng thau mà rôm với thiết kế uh, lõi bên trong là lõi bằng đồng và đặc biệt đó là nó được thiết kế với một cái van trộn đĩa uh, uh, xứ rất là bền bỉ và giúp cho tiết kiệm nước và hiện tại thì cái mẫu VFV 515S này đang được bán tại đại lý Inac Tuấn Đức. để các bạn quan tâm có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập website tdm.vn cảm ơn các bạn đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại